Một đời đã bao nhiêu lần yêu đậm sâu, đã bao nhiêu lần em lại sát em đến thì á con hàng nó chạy lấy điện thoại đi á, quay qua em vẫn ngủ. Tới lúc mà bước đi ra, để lúc ra rồi lúc mở mắt đi ra em mới mở mắt ra gì cây bắn gọn anh số 7 công an lập cái đèn lên chậm. Ok gọi kêu em nha chứ đâu gì mặt em chị tìm xe rồi em thôi. Ủa gì vậy? Ủa gì vậy? Thật ra thì ngày quay thứ nhất chúng ta còn cảnh quay ở chợ Đà Lạt và một số cảnh khác nữa, nhưng mà vì lý do mất điện thoại nên là mình đã không thể có đủ tất cả sủa, cũng mất một số sủa khác rồi nên là không thể dựng cho mọi người coi được nha. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với ngày thứ hai nha. Còn điều gì để ta nhớ nữa? Còn điều gì? Chiếc xe đạp là nhiêu vậy? 200.000 hai ngày. 50.000 hai tiếng, 100.000 một ngày. Thuê hai ngày là 200.000. Anh ơi. Thôi. Mỏi không anh? Thôi. Không. Đi làm nhà mọi người. Ủa là MV của mình mà đúng không? Đúng rồi, MV của mình phải làm đi. Công việc người ta mình làm. Đâu còn? Có tình nào chẳng tan đâu, còn bao điều giang dở ta chưa kịp phai nhau. Ngày lại ngày trôi, nỗi buồn chẳng thể thêm vơi, chỉ tiếc một câu giờ ta lỡ nhau một đời. Đây. Từ nay bắt đầu cụ. Eo ơi, mặt anh cũng dính rồi. Đó. Ừ. Đã cụ đi học ấy nên là bây giờ với cả anh Quốc đi làm xe, rồi đã phải sửa lại cái này. Và nó đã mất một thời gian nhưng mà khó khăn quá. Và bây giờ bọn mình lại tiếp tục. Dính trên mặt đây kìa, biết lát con đi không? Nhiều lắm ạ. Một chấm. Nhỏ. Không phải nhỏ đâu. Bự lắm ạ. Ừ. Bự nhỉ. Cô nuôi lấy những ký ức lúc ấy đã quý xa biết bay. Đến khi mệt nhòi anh ước gì chẳng phải vì một phút lâu. Tranh thủ cái sự nam chính phá đạo cụ. À không phải, cũng không phải là phá đâu. Anh đang hỗ trợ để sửa đạo cụ thôi. Mình cũng một vài lời chia sẻ. Đó là hôm nay chúng ta đang quay cảnh ba. Ngày quay thứ hai. Thì hiện tại thì mình đang ở Đà Lạt. Nhiệt độ của Đà Lạt thì từ khoảng 14 cho đến 22 độ. Bây giờ thì nó đang buổi sáng ấy, nên là nhiệt độ đang 16 độ á mọi người. 16 độ thì mình thấy cũng khá là nóng mọi người ạ. Rồi sáng em make up ở lúc mấy độ? Sáng em make up lúc sương mù nha mọi người. 5 giờ là mình phải dậy make up rồi. Xong rồi sương mù bao phủ. Mình thấy 16 độ là nó cũng nóng rồi. Nên là mình đã lựa chọn một trang phục. Anh có thể lấy phun cho em đúng không ạ? Đây. Một trang phục rất phù hợp với lại là 16 độ. Công việc và nghệ thuật lắm rồi nha. Mong rằng là mọi người sẽ ủng hộ sản phẩm tham gia mắt của anh Lê Đức nha mọi người. Cảnh phim thật là nhiều nha. Lạnh quá được rồi anh ơi. Thấy rồi. Em nóng kêu. Ok quá. Em nóng kêu. Em nóng kêu. Nhân 2 đồng tiền nha. Là không như không là anh chưa đủ tốt với em à? Tại sao em làm như thế với anh? Em biết anh có khổ với em lắm rồi không? Sao em cứ đối xử với em? Được hơn một nửa MV rồi. Hơn một nửa MV rồi. Và MV này anh định ra khi nào? Trước Tết. Tết mọi người làm gì? Tết rồi nghỉ Tết không phải làm việc gì đúng không? Mở MV lên cày video tụi mình nhá. Mọi người đã quá chán cái việc mà nghe nhạc Tết. Tết thì mọi người có thể thử nghe nhạc buồn, nghe nhạc thất tình vào Tết. Ủa? Tết
chết thì cái gì vui chứ. Thì vui còn 2 ngày thôi, mấy ngày xong thì lại thất tỉnh. Còn điều gì để ta nhớ nữa? Còn điều gì đậm sâu cơn mưa? Chúng ta đến cảnh cuối rồi mọi người ơi, sắp xong rồi, sắp được về Sài Gòn rồi. Sau 2 ngày đi quay em cảm thấy em cảm thấy lạnh ạ. Nhưng mà bây giờ đang nóng mà. Không, đâu có nóng đâu, vẫn lạnh đấy. 16 độ thì mình thấy cũng khá là nóng mọi người ạ. Xong rồi anh đi bị cảm thấy gì nữa không? Cảm thấy khô, khô da. Trên Đà Lạt cũng lung hết trơn rồi. Nè nhìn môi này, môi mọi người nhìn cái môi mình bị nứt không? Nó nẻ lắm luôn rồi đấy. Có mà, đang quay. Thứ tự phát đấy. Thế này là cái lều trước cảnh cuối. Một chiếc lều không được xài. Lều chỉ có quay thôi mọi người ạ, chứ không có được xài. Lấy cái bàn nếm đựng than. Nó có bé bé đâu gây ra. Ước gì cô gái tiếp theo có tình cảm với chàng trai này sẽ biết tình trạng lòng ngòi. Trời ơi, tình yêu vĩnh cửu. Nằm đây mãi không cháy. Cứu được rồi. Yeah yeah yeah, xong rồi. Okay. Cuối cùng thì MV đã bao lần đã đến cảnh cuối cùng và đã xong. Thân thành cảm ơn mọi người đã giúp đỡ bạn mình thực hiện MV này. Và mọi người đã rất vất vả có thể thực hiện MV này. Không biết nói gì hơn nữa, nhưng mà cũng mong mọi người đón nhận sự ủng hộ, sự cố gắng của chúng mình, làm cho mình làm tốt hơn. Vlog của em mà. Là chỉ cho anh xin tiền. Trả tiền đi. Anh ơi, à không má ơi. Em hết chỗ cắm điện thoại ở trên mượn. Bao nhiêu phút rồi? 9 phút. Mày đi máy bay gì? Chỉnh máy bay. Má nó chỉnh vào phương tiện máy bay bạn. Sao chứ? 9 phút. Cái cục cái đầu này. Xong MV rồi. Cầm cái chai nước kìa. Anh hả? Còn quay là anh còn diễn luôn hả? Trời ơi.